Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại, người trẻ vô cùng năng động và sớm thành công trong sự nghiệp. Áp lực mưu sinh, áp lực để lại dấu ấn cá nhân đè nặng lên vai, khiến thời gian họ dành cho những người thân yêu dường như vơi bớt. Thế nhưng, đã có không ít người trẻ biết cân bằng giữa việc theo đuổi mục tiêu lớn của cuộc đời và dành thời gian để yêu thương. Chuyên mục Tiêu điểm hôm nay xin được kể với quý vị những câu chuyện giản dị, cảm động về cách thể hiện chữ hiếu của người trẻ. Kính mời quý vị bắt đầu với chàng trai đã 3 năm cõng mẹ tại thành phố Hoa Phượng Đỏ. Năm 2021, trong cái thời gian mà mình bắt đầu mình khởi nghiệp với công việc của mình ấy, thì đúng cái khoảng thời gian đấy thì mình cũng hơi ít trò chuyện với bố mẹ và cũng hơi ít về nhà. Và đúng lúc đấy thì mẹ mình là bị đột quỵ. Mình đã bị bỏ lỡ những cái khoảnh khắc mà gọi là thời gian vàng của mẹ mình. Bản thân mình cũng tự hối hận rằng là nếu như mà mình trước đây mình dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ của mình ấy, thì là sức khỏe của bố mẹ mình cũng không đến mức độ như thế này. Nhận thấy bố mẹ rời như ngọn đèn trước gió, Quang và các anh chị quyết định đưa về ở cùng Quang để theo dõi sức khỏe và đặc biệt là chăm sóc cho mẹ. Mọi ước mơ, hoài bão, Quang quyết định tạm gác lại. Là con trai nên ngày đầu trực tiếp làm vệ sinh, tắm gội cho mẹ, anh từng rất xấu hổ. Nhưng dần dà, cảm giác e ngại không còn nữa. Sự cẩn thận nhẹ nhàng ấy đã được chàng thanh niên này thực hiện 3 năm qua. Khi mà mẹ mình bị bệnh ấy, thì là cả gia đình cũng rất là quan tâm, cũng rất là thay phiên nhau để trông nom, để ý mẹ mình. Nhưng mà mình thì vì là mình tự chủ trong công việc thì mình gần như là mình phụ trách hết. Lúc đầu là rất là nhiều khó khăn nhưng mà mình nghĩ rằng là mẹ mình thì mình cũng không có gì phải xấu hổ cả. Bố thì cũng già yếu ấy, nên là mình sẽ là người trực tiếp làm. Không chỉ chăm sóc, đưa mẹ ra ngoài dạo chơi, mỗi tối khi đi làm về, anh lại vào bếp tự tay nấu bữa cơm nhỏ cho ba người. Đối với anh hiện giờ, động lực để cố gắng mỗi ngày là được sống bên bố mẹ. Cảm nhận tình yêu thương, trách nhiệm của các con, người cha vô cùng hạnh phúc. Có thể là những cái dự định, này, những cái ước mơ của mình thì 5 năm, 10 năm nữa thì vẫn có thể thực hiện được. Nhưng mà mẹ mình thì nếu mà mình chậm 1 năm, 2 năm thì mình sau này mình sẽ rất là hối hận. Bây giờ thì bố mẹ mình cũng có tuổi, cũng già rồi. Mình cũng chỉ muốn rằng là bố mẹ mình sẽ giữ gìn được cái sức khỏe như hiện tại, để luôn luôn là cái chỗ dựa tinh thần lớn cho tất cả các con. Thực ra mà nói thì bây giờ tôi cũng yếu rồi. Vợ mắc bệnh thì là các con cũng đồng hành với tôi để chăm sóc cho mẹ. Thế các con nó có cái tấm lòng hiếu thảo thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi đấy. Để lưu giữ những hình ảnh, clip ngắn như nhật ký về mẹ, về gia đình, Quang đã quyết định đăng tải lên một nền tảng mạng xã hội với cái tên Em bé mẹ. Dù mộc mạc, giản dị nhưng lại chứa đựng nhiều sự yêu thương của người con. Mình nghĩ rằng là nếu như 10 năm hay 20 năm nữa thì chắc chắn sẽ không còn tiếp tục được nữa. Thì mình muốn lưu lại để cho sau này bản thân mình và bạn bè hay là con cháu của mẹ mình ở xa ấy, có thể là cập nhật được cái hoạt động hàng ngày của mẹ, nhớ lại đến mẹ của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn truyền tải đến tất cả mọi người rằng là nếu mà chúng ta còn bố mẹ, chúng ta hãy quan tâm và dành nhiều thời gian yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Chàng trai trẻ vẫn tiếp tục niềm vui bên mẹ cha mỗi ngày. Bởi với anh, hiếu hạnh không cần phải làm điều gì quá cao vời, mà chỉ đơn giản như việc cõng em bé mẹ đi chơi hay chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho cha mẹ. Anh không muốn lãng phí dù phút giây nào để được ở bên họ.